lộ loạt ảnh Nhật Kim Anh bị sưng phù và méo miệng vì tai biến ở Mỹ. Tình hình sức khỏe của Nhật Kim Anh tại Mỹ vừa được một người thân của nữ ca sĩ chia sẻ. Vừa qua, thông tin Nhật Kim Anh bị bệnh nằm liệt giường, phải nhập viện cấp cứu tại Mỹ đã khiến người hâm mộ và bạn bè của nữ ca sĩ vô cùng lo lắng. Mới đây, một người thân của Nhật Kim Anh đã cập nhật thêm về tình trạng sức khỏe của giọng ca Mưa Đã Tạnh. Người này cho biết, thương hai mập, chưa khỏe hẳn đã đòi xuất viện, bút vé về Việt Nam gấp để lo cho con. Ở bên đây được một tuần thì hết 4 ngày bệnh nằm liệt giường rồi. Bác sĩ nói do làm việc quá sức qua Mỹ lại bị ngược giờ giấc nên liên tục mấy đêm thành ra bị suy nhược, dẫn tới chèn dây thần kinh ở cổ xuống vai, làm cho cứng và tê 1/2 người bên tay phải. Đây là một dạng tai biến nhẹ, thậm chí bị sưng và méo miệng. Giờ út mập đưa hai nhập viện để cấp cứu, đã hết méo nhưng mặt còn sưng lắm. Vậy mà có nhiều người không hiểu và thông cảm còn phê phán, phỉ báng ra vẻ ta đây, cứ như là hiểu rõ lắm, làm như nằm dưới gầm giường nhà người ta vậy, phát mệt. Cảm ơn cả nhà đã lo lắng cho hai mập, giờ thì bạn ấy đỡ rồi mà giờ bạn ấy lại ra sân bay mới lo đây, lại thêm một lần nữa lo lắng. Nhật Kim Anh được bác sĩ đẩy đưa đi trị liệu sau khi nhập viện với tình trạng tê liệt nửa người. Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ phải vào viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Gương mặt nữ ca sĩ mệt mỏi và xuống sức thấy rõ. Vì bị tai biến dẫn đến sưng và méo miệng nên Nhật Kim Anh được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng vùng mặt. Theo chia sẻ của người thân Nhật Kim Anh thì hiện tại tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ đã khá hơn. Tuy nhiên vì con trai ở Việt Nam đang ốm nên dù chưa khỏi bệnh nên Nhật Kim Anh vẫn quyết định bay về nước ngay lập tức. Ngay lập tức những chia sẻ của người bạn thân của Nhật Kim Anh nhận được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Bạn bè và người hâm mộ liên tục để lại hàng loạt bình luận hỏi han về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ, đồng thời dặn dò Nhật Kim Anh phải hết sức chú ý và cẩn thận khi lên máy bay, tránh tình trạng xảy ra ngất xỉu trên máy bay như lần trước. Trước đó, Nhật Kim Anh vừa sang Mỹ để thực hiện chuyến lưu diễn phục vụ kiều bào của mình. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì nữ ca sĩ phải nhập viện điều trị. Ở trên nước Mỹ được một tuần thì 4 ngày bệnh nằm liệt giường. Liên hệ với Nhật Kim Anh, nữ ca sĩ nói, cố gắng bắt máy chia sẻ nhưng giọng nói vẫn còn yếu. Bữa giờ Nhật Kim Anh lo việc kinh doanh và đi phim nên trong người yếu sẵn. Hôm rồi vội bay qua Mỹ để lo công việc và đi show. Xui một cái phải ngồi trên máy bay nhiều giờ nên toàn bộ phần bên dưới tê cứng không thể nhúc nhích. Qua tới bên này tình hình sức khỏe tệ thêm khiến người nhà Nhật Kim Anh lo lắng, gấp rút đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của Nhật Kim Anh đã có phần tiến triển hơn trước nhưng cô vẫn rất yếu và cần nghỉ ngơi thêm tại bệnh viện. Bị ốm là bỏ show, Arina Ren cần học Sơn Tùng Hà Hồ ngay lập tức. Chỉ nói qua là bị ốm mà đã hủy cả show khủng ở Việt Nam, Arina Ren còn phải học hỏi sau việc nhiều. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng sau việc và loạt người hâm mộ Arina Ren ở Việt Nam đã vui hết cỡ vì sắp được xem cô nàng biểu diễn, tuy nhiên lại có biến ở phút chót. Dù mọi yêu sách khắt khe của cô đều được thực hiện đúng, tuy nhiên chỉ 5 tiếng sau khi show diễn được diễn ra thì cô báo hủy trên trang cá nhân vì lý do sức khỏe. Điều này khiến khán giả Việt rất buồn. Nhiều người cho rằng nói về trách nhiệm thì Arina Ren còn phải học hỏi ở sau việc nhiều. Ví dụ như Hồ Ngọc Hà, dù ốm và mệt phải thở oxy nhưng cô vẫn cố gắng hết sức. Theo như nữ hoàng giải trí thì dù ốm mọi chuyện vẫn diễn ra, đừng đổ lỗi cho bất kỳ lý do gì. Và chính vì thế mà cô vẫn đi diễn như thường, vẫn thể hiện rõ sự tươi tắn tràn nhiệt huyết. Trợ lý của Sơn Tùng từng chia sẻ khổ thân quá, kiệt quệ hết cả sức khỏe rồi, giờ còn phải cố gắng đi vì uy tín và trách nhiệm nữa. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho Tùng. Dù ốm nhưng vẫn đặt uy tín trách nhiệm lên hàng đầu, đó chính là Sơn Tùng. Chính vì thế mới có hình ảnh anh dù mệt mỏi kiệt sức vẫn cố thở bình oxy trong hậu trường, để rồi lúc ra sân khấu lại cháy hết mình. Hình ảnh này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính vì những khoảnh khắc như thế này, người hâm mộ lại khâm phục thêm tinh thần trách nhiệm của chàng ca sĩ trẻ. Mới đây Angela Phương Trinh cũng bị sốt xuất huyết, cô phải nhập viện để điều trị. Vậy mà bà mẹ nhí vẫn cố gắng đi đóng phim, đi dự sự kiện theo đúng như lịch sắp xếp ban đầu. Còn Kỳ Duyên cũng từng chia sẻ rằng cô bị sốt mấy ngày nên mặt sưng, tuy vậy vẫn cố gắng đi dự sự kiện. Nhiều lần gặp vấn đề về sức khỏe, dù không chia sẻ rõ bị bệnh gì, nhưng mỗi lần như vậy Thu Thảo đều tươi tắn đi dự kiện. Một lần Kỳ Hân xuất hiện với gương mặt sưng húp đi dự sự kiện, nhiều người nghĩ rằng cô đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Tuy nhiên, chính bà mẹ một con này nói rằng do bị cảm và uống thuốc quá liều nên gương mặt mới như vậy. Trang Ngọc Hằng mặt sưng do mới mổ hạch cũng vẫn đi sự kiện như thường. Đây là hình ảnh cô chia sẻ với người hâm mộ sau khi phẫu thuật hạch ở Hàn Quốc. Lâm Khánh Chi lên tiếng về nghi vấn tình yêu đang trường. Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi phát hành cuốn tự truyện về cuộc đời mình, trong đó hé lộ cuộc tình với một nam ca sĩ tên viết tắt là DT. Đó là thời điểm năm 1996, năm 1997, khi cô vẫn trong hình hài đàn ông, cô và DT đã kết hợp tạo thành cặp song ca được khán giả mến mộ. Theo lời Lâm Khánh Chi, DT rất hiền lành, cam chịu, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và có hiếu với cha mẹ. Cảm mến trước tính cách đồng nghiệp, Lâm Khánh Chi đã nảy sinh tình cảm và rủ DT về sống chung vì muốn chăm sóc cho nam ca sĩ. Thời điểm đó, gia đình DT vẫn còn cực lắm, DT phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện. Vừa học nghề vừa đi hát, DT còn làm đủ các việc để phụ cha mẹ kiếm sống. Từ bán bánh mì tới bỏ mối búp bi ở các tiệm tạp hóa, giai đoạn năm 1995, năm 1996, DT vẫn chưa có tên tuổi nên cát xê không đáng là bao. DT đi hát mà quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo, hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn. Tôi yêu DT lúc nào không hay, yêu DT, nhìn anh cực tôi không chịu nổi và đã rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho DT quần áo phụ kiện đi diễn, trích tự truyện của Lâm Khánh Chi. Tuy nhiên, mối tình đồng tính của hai người đã gặp trở ngại khi một ông bầu xuất hiện và chính ông bầu này là nguyên nhân làm cả hai chia tay. Tôi tuyệt đối không muốn làm điều gì tổn hại đến tình cảm giữa DT và tôi. Tôi kể với DT lời đề nghị của ông bầu đó, không quên trấn an DT. Ông ấy rủ rê em hoài, ông hứa đưa em đi nước ngoài diễn nhưng em không bỏ anh được, em từ chối rồi. Khi yêu, tôi luôn hết lòng hết dạ với tình yêu của mình mà không nghĩ đến điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng. Tình yêu của tôi với DT kéo dài êm đềm được hơn một năm thì tan vỡ vì chính ông bầu ấy. Không ít khán giả đặt nghi vấn, nhân vật DT mà Lâm Khánh Chi đề cập trong cuốn tự truyện là đang trường bởi giọng ca kiếp ve sầu có hoàn cảnh y hệt người tình cũ của ca sĩ chuyển giới. Đan Trường từng làm thợ tiện để đỡ đần kinh tế cho gia đình và có thời gian hoạt động trong đoàn Sao Đêm vào khoảng thời gian năm 1996, năm 1997. Đan Trường và Lâm Khánh Chi cũng từng kết hợp ở một số bản nhạc Hoa lời Việt trước những năm 2000. Trước thắc mắc nhân vật DT có phải là Đan Trường hay không, Lâm Khánh Chi phản hồi: dù các chi tiết có trùng hợp đến đâu đi chăng nữa thì tôi chưa từng xác nhận DT là Đan Trường. Chuyện trùng tên là điều rất bình thường, DT đâu phải Đan Trường, có thể là Đăng Thịnh, Đức Tiến hay Đức Tuấn. Mọi sự suy đoán đều thiếu chính xác. Đó là cuộc đời của tôi có quyền được kể ra và tôi xác nhận nó hoàn toàn chính xác với tâm hồn vị trí của tôi. Mọi người hãy trân trọng phần ký ức đó của tôi và đừng suy diễn nó theo chiều hướng tiêu cực để làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai liên quan, nhất là đối với Đan Trường, người tôi không hề xác nhận là DT trong cuốn tự truyện của tôi do nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút. Lâm Khánh Chi còn cho biết cô quyết định viết tự truyện để khán giả có thể hiểu được cuộc đời cô đã trải qua những gì trước khi sống đúng với con người thật của mình như hiện tại. Vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của những người tình cũ, trong cuốn tự truyện cô đã chọn cách viết tắt tên họ. Bên cạnh mối tình với nam ca sĩ DT, cô còn tiết lộ mình từng yêu 5 đồng nghiệp trong giới showbiz. Khi được hỏi việc muốn gây sốc bằng tự truyện, Lâm Khánh Chi nói: đây là câu chuyện thật mà tôi muốn kể, còn sốc hay không là quan điểm của mọi người. Tôi không cố tình tạo scandal vì tất cả đều là sự thật, mọi người đọc hết tự truyện sẽ hiểu. Tuy nhiên, trong hơn 200 trang của tự truyện có rất nhiều bí mật về cuộc đời tôi mà công chúng chưa từng biết. Nữ ca sĩ cũng bộc bạch: cô ấp ủ suốt 5 năm về cuốn tự truyện và mất khoảng 1 năm để hoàn thành. Chồng chưa cưới của Lâm Khánh Chi khi đọc tự truyện đã bày tỏ về sự sẻ chia và ngày càng yêu cô hơn chứ không ghen tuông với quá khứ. Hiện tại, ca sĩ chuyển giới bận rộn chuẩn bị cho sự kiện ra mắt tự truyện vào ngày 9 tháng 9. Cuối năm nay, cô sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân Trần Phi Hùng kém mình 8 tuổi. 5 ngày sau đám cưới Sài Gòn, Lê Phương đăng ảnh chồng cùng tình cũ với cấp trên choáng thế này đây. Mới cưới xong, Lê Phương đã vội chia sẻ về tình cũ 9 năm khiến nhiều người ngạc nhiên. Sau nhiều trắc trở đường tình duyên, cuối cùng Lê Phương cũng có được hạnh phúc bên cạnh người chồng trẻ kém hơn 7 tuổi Trung Kiên.
Rất nhiều người vui vẻ chúc mừng cho nữ diễn viên, nhưng cũng tiếc cho mối tình 9 năm trong quá khứ của cô với Quý Bình. Hiện tại cả hai đã trở thành bạn, thậm chí chồng mới của Lê Phương cũng khá thân thiết với Quý Bình. Mới đây, Lê Phương đã khoe ảnh của mình với chồng mới vào Quý Bình với dòng tâm sự khiến ai cũng phải hâm mộ và cảm động thay cô. 5 ngày sau đám cưới tại Sài Gòn mà Quý Bình đến dự, Lê Phương chia sẻ niềm hạnh phúc của mình lên Facebook. Có lẽ sẽ khó có cô gái nào giống như cô khi có thể vui vẻ bên cạnh cả tình cũ như thế này. Đối với Lê Phương, cuộc đời này có thể vẹn tình vẹn nghĩa, giữa tri kỷ và phu thê thế là đủ. Có lẽ thời gian gần đây Lê Phương bị nhiều anti-fan chê trách vì quá khứ không vui của mình, đặc biệt là đã qua một đời chồng và có con. Nhiều người hâm mộ cũng chúc mừng Lê Phương, đồng thời động viên cô không cần bận lòng vì những người ghen ăn tức ở với hạnh phúc của người khác. Trung Kiên cũng được khen vì những cử chỉ với Quý Bình, là người chồng tốt và thấu hiểu tâm lý của vợ Lê Phương.